Vâng, vậy là không ngoài dự đoán của các bạn cũng như những thông tin mà Auto Daily nắm được, Honda đã chính thức giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam hai mẫu xe máy hoàn toàn mới của mình. Chiếc xe mang phong cách chú khỉ đường phố Honda Mankey 125cc và kẻ kế nhiệm của mẫu xe huyền thoại Honda Super Cup C125. Các bạn, những người đam mê nếu chót yêu thích sự độc đáo mới mẻ thì sẽ phải bỏ ra một chi phí khá cao để sở hữu một chiếc Honda Mankey khi so với chiếc SH thần thánh của Honda Việt Nam. Mẫu xe này được nhập khẩu chính hãng trực tiếp từ Thái Lan. Mặc dù sở hữu mức giá không mấy dễ chịu, nhưng Honda Mankey là một luồng gió mới dành cho những người yêu xe và mê xe, mong muốn sở hữu cho mình một chiếc xe có kiểu dáng đặc biệt. Xét về thiết kế tổng thể, Mankey 125/2018 vẫn sở hữu những đường nét thiết kế của dòng xe khỉ. Tuy nhiên, giờ đây, Mankey đã được trang bị những công nghệ hiện đại hơn. Đầu tiên phải kể đến cụm đèn pha tròn dạng LED, đèn hậu, đèn xi nhan cũng được sở hữu công nghệ LED. Mâm xe trước và sau có kích thước 12 inch, lốp trước 120/80 và lốp sau 130/80. Cục trước là loại cuộc upside down. Honda Mankey 125cc được trang bị phanh đĩa cho cả hai bánh. Cụm đồng hồ dạng tròn sử dụng công nghệ hiển thị điện tử trông rất hiện đại. Tay lái thiết kế nhô cao được cho là mô phỏng cánh tay đa dụng của loài khỉ, vốn đã quá đỗi quen thuộc trên những mẫu xe Mankey. Honda Mankey 125cc có chiều dài tổng thể 1712mm, rộng 754mm và cao 1029mm, chiều dài cơ sở 1152mm, xe có khoảng sáng gầm 160mm và chiều cao yên 776mm và nặng 105kg. Động cơ trên Honda Mankey 2018 là loại động cơ tương tự với chiếc Honda MSX mới, xi lanh đơn, dung tích 125cc, SOHC, phun xăng điện tử PGMFI và làm mát bằng không khí, cho công suất cực đại 8,9 mã lực tại 7.000 vòng trên phút và mô men xoắn tối đa 10,5 Nm tại 5.500 vòng trên phút, đi kèm hộp số côn tay 4 cấp. Mời các bạn tiến tiếp sang mẫu xe Honda Super Cup C125. Mẫu xe này chính là kẻ kế nhiệm của Super Cup 50cc vang bóng một thời tại thị trường Việt Nam. Nhưng giờ đây, với diện mạo mới, trẻ trung và bắt mắt, cùng hàng loạt những công nghệ mới, liệu Super Cup C125 có trở thành mẫu xe đỉnh đám nữa hay không? Xe sở hữu thiết kế nổi bật với cụm đèn pha kiểu tròn truyền thống cùng ốp mạ chrome sáng bóng, đặc biệt còn được trang bị hệ thống chiếu sáng công nghệ LED hoàn toàn như trên chiếc Honda SH. Hai đèn xi nhan thiết kế nhỏ gọn cũng sử dụng bóng LED, logo Super Cup gắn tại yếm trái trong khi logo C125 màu đỏ gắn tại màn đạ trước. Cụm đồng hồ thiết kế mang phong cách 3D hiển thị những thông số quen thuộc và đơn giản. Phần yên của Honda Super Cup C125 có thiết kế không có nhiều khác biệt so với phong cách truyền thống của dòng xe này. Yên chính và yên phụ tách biệt hoàn toàn, vị trí yên của người lái được bọc da êm, trong khi yên sau là khung kim loại mạ chrome sáng bóng theo tùy chọn. Người dùng cũng có thể bổ sung thêm yên đệm mút cho những người ngồi sau, khóa mở yên giờ đây được trang bị nút bấm hiện đại thay vì cắm chìa trước đây. Đặc biệt, mẫu xe huyền thoại của Honda còn được trang bị công nghệ chìa khóa thông minh Smart Key, giống như những mẫu xe tay ga khác đang được bán tại thị trường Việt Nam của Honda. Super Cup C125 không còn sử dụng vành nan hoa truyền thống, và thay vào đó là bộ vành hợp kim nhôm thể thao 17 inch. Trang bị an toàn phía trước gồm phanh đĩa đơn, giảm sóc dạng ống lồng thủy lực và phanh tăng chống lò xo đôi cho trang bị phía sau. Honda Super Cup C125/2018 cũng được trang bị động cơ xi lanh đơn, dung tích 125cc, 4 thì và hộp số 4 cấp. Các bạn thấy sao về hai mẫu xe mới này của Honda? Mời các bạn hãy comment ngay bên dưới video này. Và các bạn cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!